Chào các bạn học sinh lớp 7 trường Chu Văn An. Hôm nay cô và các bạn sẽ tiếp bài 3 phần B. Now unit 3 at home. Section B, Horse Family. Now let's begin with B1. Listen then practice with a partner. Đầu tiên chúng ta sẽ bắt đầu ở phần B1 ha các bạn ha. Ở phần B1 thì trước khi vào bài hội thoại chúng ta sẽ có một vài từ vựng nào, vocabulary. Từ thứ nhất cô muốn giới thiệu với các bạn đó là chữ farm. Thật ra từ này năm lớp 6 chúng ta đã học rồi ha. Giờ cô chỉ nhắc lại thôi, farm, nông trại ha. Và nhớ giới từ đi với nó phải là on nha các bạn. On the farm, trên nông trại, ở nông trại, on the farm. Và danh từ thứ hai biến từ chữ farm đó là farmer. Farmer, từ này mình cũng học rồi. Farmer làm nghề gì đấy nè? Nông dân. Ok. Farmer, nông dân. Countryside, miền nông thôn. Countryside, miền nông thôn. Và nhớ cho cô, đi với countryside chúng ta phải dùng giới từ in the countryside. In the countryside, ở nông thôn. Row, trồng, ok, trồng. Raise, động từ tiếp theo đó là raise. À, ở nông trại thì các bác nông dân ngoài trồng trọt ra họ còn làm gì nữa nè? À, chăn nuôi, nuôi, raise. Cattle, nuôi cái gì đấy các con? Gia súc, ok. Cattle. Busy, công việc của các bác nông dân ở nông trại thì rất là bận rộn ha. Họ làm việc quần quật từ sáng tới tối mới được về nhà. Busy, bận rộn. Và trái nghĩa với busy chúng ta có từ free, rảnh rỗi ha. Họ làm việc từ sáng cho tới tối. Chúng ta dùng cái cụm từ sau đây cho cô. From morning till night. Từ sáng cho tới tối. From till, nhớ kỹ nha, những cái này trong đề kiểm tra cũng có. From morning till night, từ tới tối. Rồi chúng ta chép từ vào trong tập đầy đủ cho cô ha. Và nhớ ráng luyện đọc ở nhà một mình cho cô. Ok. Now listen to the dialogue between Lan and Hoa. Now listen. B. Hoa's family. 1. Listen. Then practice with the partner. Tell me about your family, Hoa. What does your father do? He's a farmer. He works on our farm in the countryside. He grows vegetables and raises cattle. What about your mom? What does she do? She's always busy. She works hard from morning till night. She does the housework and she helps on the farm. Do they like their jobs? Yes, they love working on the farm. Do you have any brothers or sisters? Yes, I have a younger sister. She's only 8. Here is a photo of her. Okay, now look at the dialogue. Rồi bây giờ chúng ta nhìn lại bài hội thoại nha. Cô sẽ giảng kỹ cho các bạn những phần trong bài hội thoại này. Và các bạn nhớ cầm viết lên gạch dưới những từ quan trọng của nó cho cô nha. Nào Lan, tell me about your family, Hoa. What does your father do? Rồi gạch dưới là câu hỏi nghề đi các bạn. What does your father do? Hỏi nghề ha. Cha của bạn làm nghề gì? Câu này lớp 6 mình đã học rồi ha. Lớp 7 ôm lại thôi. Đồng nghĩa với what does your father do, chúng ta còn có thể hỏi là what is your father's job? Nhớ không nè? What is your father's job? À, công việc của cha bạn là gì? He's a farmer. He works on a farm in the countryside. Gạch dưới cho câu chữ on our farm với là in the countryside ha. Trên nông trại thì nhớ dùm cô dùng chữ on. Ở miền quê, ở nông thôn thì dùng in the countryside. He grows vegetables and raises cattle. À, cha trồng rau củ quả và nuôi gia súc. What about your mom? What does she do? À, thay vì hỏi what does she do, mình còn có thể hỏi là gì nè? What is her job?
She's always busy. À, mẹ luôn luôn bận rộn. Đúng rồi, người phụ nữ luôn luôn bận rộn nhất, là một người bận rộn nhất trong nhà. Ngoài cái việc mà làm công việc nội trợ ở nhà cho thiệt là chu toàn ra, người mẹ còn phải giúp đỡ công việc trên nông trại với người cha nữa ha. Người mẹ luôn luôn là người cực nhất, đúng không các bạn? She's always busy. She works hard from morning till night. Gạch lại chữ from till cho cô nè. Mẹ làm việc cực nhọc từ sáng cho tới tối. She does the housework and she helps on the farm. Các bạn thấy không? Vừa làm công việc nhà mà còn phải vừa giúp đỡ trên nông trại. Do they like their jobs? Vậy họ có thích công việc của họ? Yes, they love working on their farm. Now underline love working. Các bạn gạch dưới chữ love working cho cô nha. Chúng ta có từ love, sau love là verb in. Nhưng đôi khi người ta xài to verb cũng được nha các bạn. Love working and love to work gì cũng đúng hết nha. Do you have any brothers or sisters? À, bạn có anh em chị gái gì không nè? Yes, I have a younger sister. She's only 8. He is a photo of her. Tất cả chúng ta sau khi đọc lại bài, các bạn sẽ luyện tập với nhau. Nếu ở trên lớp, cô sẽ cho các bạn một bạn đóng vai lan, một bạn đóng vai hoa. Chúng ta sẽ practice với cái partner của mình. Nhưng mà bây giờ ở học online thôi, mình rủ người ở trong nhà mình ra để mà nói chuyện với nhau đi ha. Còn không có thì chúng ta hãy tự luyện tập một mình giùm cô nha. Đọc cho thiệt là trôi chảy cái bài này là đạt yêu cầu rồi. Rồi sau khi đã hiểu kỹ bài hội thoại này, chúng ta sẽ giải quyết những một số câu hỏi ở phía dưới cho cô nha. Now answer. À, có bao nhiêu câu các bạn? Các bạn mở sách giáo khoa trang 33, 34 để trước mặt cho cô nha. Cô đếm tổng cộng có 6 câu nè. Rồi chúng ta phải tự trả lời trước nha các bạn. Tự trả lời trước rồi mới dò đáp án với cô. Dò đáp án đã chính xác hết rồi, chúng ta sẽ chép vào tập. Nhớ nha. Now sentence A. What does Hoa's father do? Cha của Mang Hoa làm nghề gì? Dễ quá. Easy. Nãy giờ mình nhắc đi nhắc lại rồi nè. Rồi tự trả lời đi. Sau khi trả lời xong chúng ta sẽ dò đáp án với cô nha. Now he's a farmer. Ok. He's a farmer. Now sentence B. Where does he work? À, cha của bà Hoa làm việc ở đâu đấy? Nông trại thì làm việc ở đâu? Đương nhiên là he works on his farm. À, trên nông trại chứ thì còn đâu nữa, đúng không các bạn? Now sentence C. What is her mother's job? À, nãy giờ đọc mẹ của bà Hoa là cái người cực nhất trong nhà nè. Mẹ vừa làm công việc nhà, mẹ vừa phụ giúp cho nông trại. Như vậy thì các bạn sẽ trả lời câu hỏi này như thế nào đây? She's a housewife. À, mẹ là một người nội trợ. Ok, housewife, nội trợ. What does she do every day? À, làm nội trợ thì mẹ của bạn làm gì mỗi ngày đây? What does she do every day? Làm gì nè? Coi lại bài đi rồi chúng ta sẽ viết câu trả lời ra. Rồi giờ đáp án với cô nè. She does the housework and she helps on the farm. À, như vậy các bạn thấy nè, không phải là mẹ bà Hoa chỉ là một housewife không thôi, mà mẹ bà ấy còn là một farmer. Có thấy gì không? She is a housewife and she is a farmer. À, theo cô nghĩ là vậy đó. Vừa là người nội trợ, vừa là một người nông dân. Rất là cực ha. Rồi chúng ta chép vào nha các bạn. Nếu đúng rồi chúng ta chép vào. Now sentence E. Are they happy? Theo các bạn họ có hạnh phúc không? Mặc dù làm việc cực nhọc như vậy họ có hạnh phúc không? Hả? Theo cô thì đương nhiên là họ hạnh phúc ha. Ha, lao động là vinh quang, là niềm vui ha. Sau mấy tháng hè nghỉ dịch bị cách ly, chúng ta mới ngộ ra một điều là lao động là vinh quang. Nằm ở nhà 4 tháng không làm gì cả, chúng ta cảm thấy con người chúng ta sao các bạn? Thiệt là vô dụng đúng không? Mình đã chán rồi. Con người mà không được đi học, không được làm việc chán thiệt. Rồi trả lời xong câu này chưa các bạn? Sentence E. Are they happy? Yes, they are. Yes, they are. Vâng, chắc chắn là vậy rồi. Chắc chắn họ rất hạnh phúc rồi. Now the last one, câu cuối cùng nè. How is her sister? Người em của bà Hoa bao nhiêu tuổi? Ở câu cuối cùng có nói tới đó các bạn. Mở lại sách rồi, nếu không quên thì chúng ta mở lại dò lại cho cô nè. Và trả lời câu này nè. She is 8. Ok. Rồi xong 6 câu hỏi trả lời ha. Chúng ta chép lại hết vô trong tập cho cô thiệt là đầy đủ nha. Các bạn nhớ nhiệm vụ của mình ở nhà, ngồi nghe thầy cô giảng, đừng quên chép bài. Chép xong rồi chúng ta phải học từ vựng, học công thức cho cô nha. Sắp tới là chúng ta có bài kiểm tra 15 phút rồi đó. Ráng giùm cô nha.
Rồi bài học hôm nay chúng ta đã hết rồi. Rồi chúng ta ghi homework cho cô nha. Đương nhiên là phải lên vocabulary ha, write exclamation. Hồi nãy học cái phần A2 có phần viết câu cảm thán đó, ráng tập cho viết câu cảm thán cho được cho cô ha. Phần này là quan trọng nhất của bài số 3 đó. Và chuẩn bị tiếp cho cô ở tuần sau. Đó là repair unit 3, V2, 3 and 4. Okay, stop here. Goodbye, see you next week.